vượt qua ranh giới của thành tích để hướng đến những giá trị bóng đá không cạnh tranh mang lại cho các em. Chơi bóng đá không chỉ giúp thỏa mãn đam mê mà còn rèn luyện thân thể, tăng kỹ năng sống. FFAV, nơi những người khuyết tật nhưng không khuyết tài, nơi nam nữ luôn bình đẳng. FFAV, một môi trường đoàn kết tạo nên ý nghĩa, giá trị của sân chơi phong trào. Bóng đá cộng đồng tại Thừa Thiên Huế, nơi khởi nguồn những giấc mơ. Cuối năm 2018, NFF, FFAV chính thức bàn giao dự án bóng đá cộng đồng tại Việt Nam cho Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thừa Thiên Huế và các đối tác liên quan sau 15 năm cùng đồng hành trong việc xây dựng mô hình bóng đá phong trào không cạnh tranh tại trường học trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế với 216 câu lạc bộ bóng đá, 1.900 đội bóng, 19.000 cầu thủ và 5.920 giáo viên được đào tạo. Sau khi bàn giao dự án, NFF, FFAV tiếp tục sự nghiệp hỗ trợ Việt Nam bằng cách nhân rộng mô hình FFAV tới Hà Nội, Hồ Chí Minh, Hà Giang, Tuyên Quang, Lai Châu, Ninh Thuận, Cao Bằng, Quảng Trị trong giai đoạn 2019-2022. Để tiếp tục duy trì mô hình FFAV nhằm xây dựng mô hình bóng đá phong trào bền vững trong trường học và cộng đồng, Liên đoàn bóng đá tỉnh Thừa Thiên Huế và Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thừa Thiên Huế đã ký thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2019-2022 với sự hỗ trợ chuyên môn của NFF. Củng cố, phát triển đội ngũ chuyên môn, một điều kiện tiên quyết để phát triển phong trào và việc hỗ trợ nhân rộng mô hình FFAV ra toàn quốc. Xây dựng đội ngũ kế cận thông qua tập huấn lãnh đạo trẻ, giao lưu trao đổi kinh nghiệm là những hoạt động chính mà NSF, FFAV đã hỗ trợ Thừa Thiên Huế trong giai đoạn 2019-2022. Thông qua các chuyến giao lưu trao đổi kinh nghiệm, các huấn luyện viên, cầu thủ không chỉ được trải nghiệm các hoạt động giao lưu văn hóa, giao lưu bóng đá, mà bóng đá còn kết nối những quốc gia với những điều kiện khác nhau, khoảng cách xa nhau để gần với nhau hơn. Sân chơi bóng đá không đông luôn đem đến cho giới trẻ những tác động tích cực và vui vẻ. Trong 4 năm qua, việc NFF, FFAV dừng việc hỗ trợ tài chính cho các câu lạc bộ bóng đá trường học đã ảnh hưởng ít nhiều đến việc duy trì hoạt động câu lạc bộ bóng đá tại các địa phương. Tuy nhiên, chúng ta cũng đã bắt gặp không ít những hình ảnh của các cá nhân tập thể tận tụy với công việc của mình nhằm duy trì các hoạt động câu lạc bộ, tạo sân chơi bổ ích cho các em, thể hiện qua con số 150 câu lạc bộ bóng đá hiện còn được tiếp tục duy trì tại tỉnh Thừa Thiên Huế. Yếu tố thành công của một câu lạc bộ cộng đồng đó chính là cái tâm huyết của người tham gia đồng hành với câu lạc bộ, và cái nữa đó là cái tâm huyết cũng như cái nhu cầu của phụ huynh và học sinh. Đó là cái mà động lực để bản thân tôi và các em duy trì đến hôm nay. Những vận động viên mà có một cái tâm huyết về nghề, có một cái lòng yêu thương về trẻ, thì cái chuyện tổ chức tập luyện bóng đá cho các bạn thì nó sẽ thành công. Cái tâm huyết ở đây đối với nghề và cái lòng yêu thương đối với trẻ thì mình sẽ xác định như thế này. Tức là mình xem các bạn nhỏ giống như con cháu mình để mình tổ chức tập luyện cho các bạn. Sau khi dự án kết thúc thì cũng có một ban đầu cũng có một số cái khó khăn về kinh phí tổ chức hoạt động hoặc là cả cái khóa huấn luyện, nhưng mà sau đó là bên dự án cũng có một cái chương trình để đào tạo cho các bạn lãnh đạo trẻ, và đặc biệt cái phần chương trình đá bóng và cả cái trò chơi kỹ năng sống ở trong cái chương trình của bóng đá cộng đồng thì luôn luôn được duy trì ở trong câu lạc bộ, bởi vì đó cũng là một cái mục tiêu giáo dục về thể chất cho các em. Những tác động tích cực mà các hoạt động bóng đá và kỹ năng sống mang lại cho các em, đặc biệt là các em khuyết tật, là điều không thể phủ nhận. Với những người khuyết tật, đó không chỉ là những trận đấu, đó còn là cơ hội để họ hòa nhập cộng đồng một cách trọn vẹn nhất. Bóng đá làm cho cuộc sống của con vui vẻ và hứng thú hơn. Vì vậy, sự vào cuộc của toàn xã hội, đặc biệt là cả cấp chính quyền, nhà trường, phụ huynh để giúp các em có được sân chơi lành mạnh, bổ ích là điều rất cần thiết. Trong cái chờ đợi những chính sách hoàn thiện, hoàn mỹ về chỗ này, thì chúng ta thấy rằng sự kết hợp giữa nhà trường, giữa phụ huynh và giáo viên, đội ngũ các hiệu trưởng, rồi đội ngũ của các giáo viên, đặc biệt là giáo viên thể dục, rất là quan trọng trong vấn đề để có thể giúp cho các trẻ có thể phát triển được. Chúng ta cũng có thể có những cái trường hợp mà làm về tổ chức ngoại khóa, và cũng cần các cái tổ chức xã hội cả cùng tham gia. I think once you have identified the reason for doing sport, I think all parents will understand that to have their children to grow up in a safe environment, healthy environment, friendly environment where they can
develop themselves. It's of huge interest for all parents. It's of huge interest for the schools and for the local government. Hy vọng bóng đá cộng đồng tại Thừa Thiên Huế luôn hoạt động mạnh mẽ, chuyên nghiệp, sẽ tiếp tục phát triển trong những năm tiếp theo để bóng đá cộng đồng có thể phát triển và mang lại niềm vui cho các em nhỏ như những gì mà dự án bóng đá cộng đồng tại Việt Nam hướng tới. Yeah.